Ok, hôm lên em, hôm nay chúng ta lại chơi một con game tương đối cũ nhưng mà nó khá là thú vị. Từ lúc mua tới giờ tôi chưa có chơi nên hôm nay cũng muốn thử và cho biết. Con game có tên là Poison Gap. Chúng ta trong vai một cái dược sư đi lang thang ở khắp nơi trên thế giới gì đó, rồi cuối cùng ghé vào một cái ngôi làng nhỏ, mở một cái cửa hàng của mình, rồi bắt đầu kinh doanh thuốc. Đây, new game. Bạn là một cái dược sư đang lang thang lên khắp nơi trên các thế giới để tìm kiếm cái định mệnh của mình. Tôi lấy cái tôn dịch đó. Một chữ tiếng Anh mà con game này chữ tiếng Anh nó nhiều lắm nên tôi cũng chưa có chơi nó nhiều. Nên hôm nay cũng thử lướt lướt qua coi game nó ấn tượng không. Có thì tôi sẽ chơi con này nhiều nhiều một tí. Sau một cái chuyến hành trình dài thì cuối cùng bạn đã tìm được cái vùng đất để bắt đầu cái chuyến giao thương của mình. Ok. Bạn tìm thấy một cái nhà bị bỏ hoang ở bên rìa của thị trấn. Sau khi quan sát thì có một vài cái mà cái này gọi là cái trang bị dành cho cái nhà giả kim ở bên trong khu vườn. Ngoài ra thì cái khu vườn nó cũng trồng thêm một số cái cây gọi là cái cây thuốc dược nữa. Cái cây mà để chế thuốc gọi là cái cây gì ta? Thảo dược. Tầng trên thì cũng có một cái mà người phù thủy sinh sống. Rồi ok. Nói chung mình tìm được ngôi nhà bỏ hoang của ai đó cuối cùng vô ở luôn. Đúng là hồi xưa bá đạo chứ không có như bây giờ bất động sản giá trên trời. Bạn quyết định chuyển ngôi nhà này thành một cái cửa hiệu của mình. Sau một vài ngày dọn dẹp và chuẩn bị thì cửa hàng bây giờ đã có thể phục vụ cho vị khách đầu tiên. Rồi, ok. Mình thì có sẵn cái kỹ năng mà học dược rồi nha. Mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở thị trấn này. Bình thuốc á, thì sẽ được chế bằng rất nhiều cái nguyên liệu. Đầu tiên hãy lấy hai cái mà Tegagia này và hai cái Waterloom. Cái bông hoa nước à, Tegagia. Ở trong cái kho đồ của mình và ném nó vào cái bình thuốc. Sau đó phấy cái bình thuốc đi để di chuyển chuột. Rồi ok. Này à. Hai này. Cái này rồi bắt đầu khuấy. Ê, từ sau khi khuấy á, thì mình sẽ thấy cái bình thuốc ở đây, nó có icon sẽ di chuyển xuống dưới, à xuống dưới ở qua phải nè. Rồi mình có thể khống chế cái mà anh chuột để mà đi sao cho nó đẹp. Bây giờ thì hãy bắt đầu là những hiệu ứng chưa biết cái loại thuốc này là cái gì. Sau đó chúng ta sử dụng cái đồ dạng như là cái gì đó như quạt thổi lửa vậy. Game này chơi mà quay chuột hơi bị nhiều nha, như quay tay á. Rồi, cuối cùng mình đã hoàn thành cái lọ thuốc, bấm vào Finish Potion. Rồi là đây. Cái cối thuốc bên này á, là nó là rất thân thuộc với những cái giả dược sư luôn. Mình có thể sử dụng cái cối thuốc này để đầu nghiền những cái dược sư ra để tăng thêm cái hiệu quả lên. Đây, nó lấy ví dụ là cái cọ, cái rễ chứ. Cái rễ nguyên chất này á, thì nó chỉ đi được cái quãng đường ở đây đến đây thôi. Khi mình giả nhuyễn nó ra thì nó đi được một khoảng đường xa hơn. Thì trong con game này những cái công thức thuốc á, nó sẽ tính lên cái dạng đường đi trên cái bản đồ như thế này. Thì mỗi cái nguyên liệu của mình nó sẽ có một cái hướng dẫn đường khác nhau. Như cái rễ Tegagia này thì nó đi xuống. Nếu như tôi muốn chế cái thuốc này đây đi, thì tôi phải điều chỉnh, phải chế mấy cái mà nguyên liệu sao để đi xuống đây để đi qua đây. Thì mình cũng thể đi qua phải và đi xuống cũng được. Miễn sao nó vô được cái chỗ này là mình có được cái bình thuốc mà thuốc hồi máu nè. Rồi bây giờ chúng ta giả nhuyễn nó ra, bỏ vô. Tương tự mình cũng giả nhuyễn cái này luôn, bỏ nó vô khuấy. Rồi bây giờ thì thổi lửa. Ok, chúng ta đã có bình thuốc đầu tiên. Thì nó cũng là giống như cái lọ thuốc lần trước vậy đó, nhưng mà chúng ta tiết kiệm được thêm rất là nhiều nguyên liệu. Lọ thuốc đầu tiên của mình thì chưa bao giờ là hoàn hảo cả, nên mình có thể chế thêm rất là nhiều thuốc. Ngoài ra cũng có thể lưu công thức nó lại bằng cách nút xếp đây. Xếp để bay vô đây hả? Rồi bây giờ ok, chúng ta đã có hai bình thuốc. Ủa, hai cái này anh em nhìn nó khác khác vậy? Sao tôi nhìn nó cảm giác nó hơi khác đó nha, không lấy mắt đôi nó bị cái gì. Bây giờ thì bạn đã chính thức thành chủ sở hữu của cái cửa hàng dược phẩm này. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là bán nó cho một khách hàng, di chuyển đúp A D sang trái. Và nó có cái mũi tên à. Mỗi ngày á, sẽ có rất là nhiều người trong thị trấn này. Đọc chữ nhiều quá, uống miếng nước đã. Ê, mỗi ngày trong cái thị trấn này sẽ có rất nhiều người ở kể cả thị trấn khác nữa, họ sẽ dừng lại và mua một số cái lọ thuốc ma thuật ở cửa hàng của mình nếu mình làm tốt cái công việc bán mấy cái lọ thuốc này.
thì mình sẽ trở nên nổi tiếng hơn, sau đó là sử dụng cái nổi tiếng của mình thì có thể là làm thêm nhiều trường hợp khác nữa. Khách hàng thì có thể thích cái loại thuốc thì nó sẽ biểu hiện ra mặt như thế này luôn, cái này ghét, cái này thích. Em đầu tiên đây, chồng của tôi thì đã bị bệnh, chồng của tôi đã ốm yếu rất nhiều ngày rồi, anh ấy vẫn chưa có khỏi nữa. Tôi lấy cho tôi dịch đây, đọc chữ, đọc chữ, đọc nói. Đây, anh em muốn coi cái dịch thì tôi mò mò ghi nó lên cũng được, nhưng mà chắc không đâu, cái này dịch Google thôi, đọc khó chịu thêm, cái nào gần thì tôi mới dịch thôi. Game file. Đâu ta? Đây 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 đây. Chồng tôi bị bệnh đã rất lâu rồi, gần đây anh ấy lại bị bệnh nữa, thậm chí còn tệ hơn. Bây giờ anh ấy không thể đứng dậy được, anh ấy bị sốt và đổ mồ hôi rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ là bán thuốc hồi máu, ổng bị bệnh thì cho ổng hồi máu. Sau đó lúc vào lúc bán. Tôi sẽ mua lọ thuốc này nhưng không thể thanh toán nhiều. Lọ thuốc này mình bán giá 10 đồng á. Nó nhận được 10 tiền hai ngôi sao với mà hai điểm gì á. Cái gì đây? À, cái ngôi sao này là cái độ nổi tiếng của mình. Bây giờ mình đang ở cấp độ 1 thôi, không ai biết đến mình cả. Còn cái này là dạng như là điểm đánh giá của người dân dành cho mình vậy đó. Mình một là bán thuốc cho người tốt, còn hai là bán thuốc cho người xấu thôi. Mình bôi theo cái hướng thái cực nào cũng được nha. Bây giờ mình đang theo hướng người tốt đó, thì mình có thể chế ba cái thuốc độc, ba cái axit, đồng chẳng hạn thuốc lửa, thuốc băng nữa, bán cho mấy hàng khác để mà tìm cái tệp khách hàng đen cũng được luôn. Nên con số này nó cũng hên xui, anh em muốn chơi theo cái lối nào thì chơi. Tôi đang đi trên đường á thì bỗng nhiên là bất ngờ có một cái chậu hoa gì ở đâu đó rơi xuống đầu tôi. Tôn 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 tôn. Rất may mắn là tôi một cái đầu sọ rất là dày luôn, nếu không thì bây giờ nằm lạnh tót rồi. Thôi, bây giờ đau đầu đúng không? Có mỗi loại thuốc hồi máu thôi. Để có thể mà đây, tôi không thể trả rất nhiều tiền á. Để có thể mà kiếm được tiền được nhiều hơn thì cái loại thuốc của mình có thể sử dụng cái mà trả giá này. Nếu trả giá thành công á thì mình sẽ tăng thêm loại thuốc. Rồi bấm vô hành ginh. Chai hành ginh Forbetter. Thời tiết thì rất là đơn giản à. Thời tiết, tức là nếu bạn không biết cách bắt đầu cuộc hội thoại thì hãy nói về với vấn đề thời tiết. Vậy là mình đi qua mấy cái thời tiết như thế này. Nói về đồ ăn. Nếu như mình thành công á, mình sẽ cộng được 2 bàn, còn mình thất bại thì không sao cả. Còn cái này vấn đề nói về thực phẩm thì mình phải chọn đúng mấy cái này á ta. Tăng được 3 đồng, còn cái này tăng được 4 đồng luôn. Thử này anh. Thôi dạng quyết tâm event thì đơn giản. Hả? Bữa sau được có 2 đồng vậy nè. Không hiểu cho lắm. Hay là nó đi qua nó đụng ở đây rồi quay lại nữa. Bạn thì không bao giờ có đủ hàng dành cho những khách hàng này cả. Tốt nhất thì mình sẽ lên cái vườn hoa đó, lên kế hoạch là chế những cái thứ cho mình cần. Thời gian thì không giới hạn, khách hàng thì sẽ không rời đi luôn. Ừ, ngon. Bây giờ bấm về đây. Cái nữa hả? À, mình có một cái khu vườn chế thuốc. Bấm vào đây để hái 5 này. Ủa, nó ghi cộng 5 mà. Rồi, cái cộng có 1 ông ơi. Rồi, khách hàng thì sẽ cần rất nhiều loại thuốc khác nhau. Mỗi loại thuốc thì cho một cái điểm gì đó. Chuột thì đang phá hoại căn lều của tôi. Mặc dù tôi có con mèo nữa, nhưng con mèo đó thì tối ngày nó chỉ nằm và nó nhìn mấy con chuột đó thôi, chứ nó không có làm gì cả. Rồi, bây giờ chế thuốc độc. Bây giờ, ủa, à khói lửa. Lưu công thức lại, hoàn thành cái thuốc độc. Rồi bây giờ về bán cho khách hàng.
xem là cái này rồi. Ồ, vậy là phải chạy tới chạy lùi cái nữa, 18 đồng. Rồi, ok, 18 đồng. Mình có thể đi lên cái phòng ngủ đó để kết thúc một ngày. Rồi, lên đây, lên đây. Ok, được, game thú vị. Bây giờ mình mới chế được cái hai loại thuốc thôi, một là thuốc hồi máu, còn hai là thuốc chuột. Xin chúc mừng, bạn đã chính thức trở thành là đầy đủ kiến thức để có thể trở thành một cái nhà giả kim thực sự. Rồi, bây giờ đi ra vườn thôi. Một đống cây luôn nè. Hết rồi, hái được nhiêu đó à? Cái này... Khoan. Ê, rồi lỡ bấm luôn rồi. Bây giờ nó sẽ tăng tầm nhìn cho mình trong cái bản đồ chế thuốc là cái vòng vòng nãy á. Bên này là gì? Bạn bây giờ có thể là trả giá ở cái mức độ khó. Tăng thêm cái kỹ năng mà giao thương của mình, giá bây giờ sẽ tăng thêm 10%. Ngon. Ủa, level 3 à, có 2 điểm thôi. Cái này là cái gì? Tăng thêm một số điểm kinh nghiệm ở trên cái map này. Là mấy cái này là điểm kinh nghiệm á hả? Bây giờ có khá nhiều thuốc rồi, mình có hai loại nè. Bây giờ mình đi qua phải mà đi lên trên thử ha, có cái nào đi lên trên không? Bữa này là gì? Lên trên. Cọt gì mà nó kêu ghê vậy nè. Thôi ơi, ông đít cọt ông sao farm. Đi hai cái rồi mà chưa thấy gì vậy nè. Phát nữa đi. Kìa 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 kìa. Phải, đi một phát nữa. Khoan, đi khéo khéo là vô nó ngay cái bình thuốc luôn nha. Từ 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 từ, nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Cái bình này á, à nó hướng tâm là anh em ghê chuột vô nó thấy cái mũi tên nó chỉ xuống không, tức là mình pha loãng cái bình thuốc này ra thì nó sẽ đi theo cái hướng này, nó ngược theo hướng này. Đó, lên được 3 sao luôn, coi luôn công thức rồi. Bạn đã có một công thức mới. Cái này là gì? À, cái này dạng như cái nhiệm vụ chương 1 của mình vậy đó. Làm nóng cái bình thuốc của mình bằng cách lít vào cái lọ thuốc, có tăng cái hiệu ứng ở trên map gì đó. Bây giờ chế lọ thuốc rồi nè. Ok, thấy không, đi vô cái chỗ này à, ta lành lên đó nè, này luôn. Ủa, à nó xếp chung với nhau, ở trên này là nguyên liệu, dưới này cái thuốc, thuốc này là thuốc tăng tốc độ á. Bây giờ bên trái còn cái, bên phải còn cái, bên phải đây. Như thế này thì hơi cao rồi đó nha. Ý, có cái gì nè? Đâu rồi, đâu rồi? À đây, đây, đây. Đây thì có thể là nó không có ngay á. Không, cái này không cần dở nhuyễn ra đâu. Nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa? Ôi, ôi, ôi. Ui, ngay, ngay, ngay. Khoan, phun lửa cho quên.
Thuốc này là thuốc băng hả? Thuốc làm lạnh. Bây giờ qua phải rồi, trên rồi, trái, qua trái. Thầy trái lại này đây. Hai cái luôn. Tự tin. Đi. Vậy là một trái nữa. Không tới rồi. Không tới rồi. Hồi nãy á, lý ra là mình đi tới tầm tầm này thôi, rồi mình đi ngang qua luôn. Do cái này nó hình zig zag nha. Đó, hồi nãy mình đi tới cái điểm cao này á, rồi mình ngừng luôn. Nên bây giờ đi vô đây thì khó 3 sao lắm. Khó. Trừ phi với tốn thêm một bình nữa. Đây, cái này nữa thì được rồi. Bây giờ đổ nước vô. Rồi. Game này chơi gung tay hết luôn đó chứ. À, thuốc nãy thuốc băng, thuốc này là thuốc lửa. Bây giờ còn dưới. Ở dưới nó có cái lốc sấy này nè. Đi thử vô ha. Dưới thì đây, Tegakia gì của chúng ta nè. Ý, đụng vô cái xương là mất máu hả? Đây 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 có cái lọ này chắc là không không cái tega gear này tôi nghĩ là không được đâu, xài lọ này. Lọ này thì tôi nghĩ là cũng không tới nữa. Bây giờ cái lọ này thì chắc cũng không. Lọ này nếu như cái đít nó quay qua được tới đây á, đây nè, ngay chỗ này nè, thì tôi có thể kéo nó lên được. Thử nào. Rồi, gung tay. Bình tĩnh, hơi hồi hộp đi. Lưu công thức lại. Loại đó là loại gì ta? Thuốc tăng cường sức mạnh. Rồi qua đây mình coi khách cần gì. Chào chị. Đầu của tôi thì hơi bị đau quá. Mỗi khi là tôi với chị thì có một cái gì đó để chữa chị đau không? Thuốc hồi máu. Chết rồi, không có hồi máu rồi. Từ từ đợi tí chị ơi. Khoan. Hết rồi. Vậy là phải tốn thêm cái lọ này nữa hả ta? Ngay nè, cái đường này nó ngay với cái đường của mình nè. Ấy 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 ấy. Rồi. Tốn thêm một nguyên liệu nhưng mà được cái thì công thức của mình nãy giờ đây. Cái lọ đầu tiên là cái lọ hồi máu của mình mà nó có một sao à. Nên bỏ nó đi. Cái thứ hai là thuốc độc này cũng mới có một thôi. Nè, độc bậc 1 nè, nên chắc cũng bỏ nó luôn. Đó, bây giờ mình có hồi máu 3 nè. Sức khỏe nè. Ôi, cái này kéo đâu cũng được nha. Hay phết á. Đây, cái nào 3 thì kéo qua 7 đi. Băng lửa nè. Chấm hỏi là gì? Ủa? Cũng thuốc tăng tốc độ nãy làm coi mà. Rồi, bây giờ mình có thuốc hồi máu nè.
Ồ, chọn đây là nó tự chế cho mình luôn. Còn cái chỗ này đó là bắt đầu từ cái chỗ thuốc đó. Bản đồ nè, cũng khá rộng ha. Sau này chắc là thêm rất nhiều thuốc nữa đó. Bây giờ làm cái độc ba luôn không? Sau này tôi nghĩ là cần phải có công thức thay thế nữa. Chứ tại vì nguyên liệu của mình là nó không có đủ đâu. Như cái này là có nhiều nè. Phải như trái này có nhiều nè. Nhưng mà cái đi xiên như thế này á, đi xéo như thế này á, lại ít. Nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa? Cái đường chéo này nó nghe chưa? Hình như hơi cao một tí. Đó, đổ vô. Rồi, rồi 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 rồi. Công thức này á thì cũng được nhưng mà nó tốn quá. Rồi, chị bị đau đầu quá không? Cho chị nè. 26 đồng. Từ 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 từ. 10 đồng nữa. Hả? 10 đồng nữa, 36 đồng bán cho chị luôn. Anh này bị gì? Gần đây thì tôi đi câu cá ở trong cái khu rừng băng đó. Tôi bắt đã bị cắn một cái luôn. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi mà móc gân cần câu. Con cá đó thì cũng có một vài cái gân nữa. Hồi máu. Ồ, cái này là nó sẽ giảm điểm nổi tiếng của mình nha. Không gọi. Khó khó quá. Shop của mình bây giờ nổi tiếng được mà hay nè. Ngon. Chào đằng ấy, có phải là nhà giả kim như tôi không? Nhà giả kim mới không? Tôi là một cái nhà dược sư. Tôi thu nhập những cái thảo dược là đi bán nó. Bạn có muốn mua một vài thứ không? Rồi. Bạn có bán cái gì khác bên ngoài thảo dược không? Tôi chỉ bán là một vài thứ như là hoa nè, thảo dược nè, rễ nè, rồi baggy trái gì đó, và quả gì đó. Em này có bán mấy rễ, cái rễ này 13 đồng luôn hả? Cái gì? Nó bán 13 đồng. Mình bán là cho nó 0,8 đồng. Để từ từ tôi suy nghĩ kỹ cái đã. Có nên mua hay không nè. Bây giờ ví dụ cái lọ thuốc hồi máu của mình nè ha. Là hai cái rễ này, một cái bông xanh này, hai cái rễ cái bông xanh. Một cái 13 đồng. Thôi 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 thôi. Tức là mình mua cái 13 đồng và nấu cái lọ thuốc này á, là cần hai cái rễ cái bông xanh, 13 với 13 là 26, 26 với 32 là 58 đồng. Tiền đâu mà mua chị? Thôi mua thử cái rễ thôi, rồi mình trả giá rồi sao? Trả giá trừ 5 đồng thì vẫn còn 8 đồng. 8 x 2 16. Mắc quá à chị ơi. Mắc quá à chị ơi. Lọ thuốc hồi máu còn có 6 đồng mà. Mua ủng hộ chị 2 cây nữa thôi nha. Game này phải khéo tay nha. Rồi đó, già già như tôi bấm một phát là hụt luôn. Rồi, ba chị. Tôi cần một lọ thuốc diệt chuột. Tôi nghĩ thằng này nó mua cái thuốc về làm cái gì lắm. Nó đi giết người đầu cái mà mình có tù tội không nó. À, lên cấp rồi nè. Mất một điểm nổi tiếng. Nhưng mà đổi thêm tí tiền. Cái thuốc này mình chế là bao nhiêu ta? Hai cái cây này. Hai cây nấm này. Cộng 15 đồng. Được, 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 được.
Rồi, ok. 52 đồng, giàu rồi, tôi giàu rồi. Tôi đang vận chuyển một số cái củi khô. Sau đó nó bị cháy, làm cách nào mà có cách nào để làm nó khô không? Thuốc lửa hả? 70 đồng. Quất 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 quất. Gặp nhà giàu anh em ơi, gần 100 đồng luôn. 1 phần 3 cái cửa hàng của mình còn không đủ nữa. Ngon. Kho khù khụ, tôi cảm thấy là hơi mệt mỏi một tí, tôi không nghĩ ngừng kho, rất đau, chắc thuốc hồi máu thôi. Em này là không có trả giá gì cả. Nhưng mà bán gì mình mất độ nổi tiếng không ta? Không, thôi không, bây giờ mình cần cái nổi tiếng thôi, không cần tiền đâu. Cây cỏ thì chắc một ngày nữa nó mới mọc, bây giờ đi ngủ thôi. Lại một ngày nữa trôi qua, cửa hàng của chúng ta ngày càng phát đạt. Setting này là gì? Hả? Không hiểu cho lắm. Hai trăm bốn chục FPS. Lên tí âm thanh cho nó chiêu chiêu ha. Ra vườn hai quả. Game này chúng ta cứ thong thả mà chơi thôi. Hết rồi. Hết điểm ta lành luôn rồi. Cái này tí nữa mở ra. Vé ghi ha. Ha. Chừng nào mình nổi tiếng tí đi, mấy cái loại thuốc mình có giá trị á thì mình mới trả giá, để mà lúc đó thì mình cần tiền hơn là cái nổi tiếng. Bây giờ tôi không có trả giá nữa. Tôi cần một loại thuốc lạnh đây cho buổi chiều. Ngày hôm qua bạn tôi đã bị bỏng cái lưỡi vì ăn súp nóng luôn, bây giờ không thể nếm được mùi vị gì nữa cả. Tôi cần một cái gì đó, hay là thuốc hồi máu ta, để hồi phục cái lưỡi. Thuốc hồi máu không? Thuốc chuột mình cũng hết nè, rồi hết nguyên liệu luôn rồi. Tôi cảm thấy là nôn nao buồn nôn cả ngày, hồi máu luôn. Đây tôi nhìn thấy một cái gương mặt mới là bạn đó, có phải là một nhà giả kim, nhà thực sư mới không? Tôi có một vài cây nấm đây. Có bán gì ngoài nấm không? Không, chỉ có nấm thôi. Rồi giá chát qua ông ơi, cái này có mũi tên chỉ xuống là nó đang ghẻ không? Tôi ủng hộ ông vài cây nấm vậy. Bây giờ 5 cây là 100 đồng đó nghe. 99 đồng. Ép giá ông già đâu. Sáu chục đồng vậy là mỗi cây 10 đồng. Trung bình mỗi cây 10 đồng nha. Tí nữa có lãi gì không? Thuốc hồi máu. Sao mà cái dân làng này tối ngày hồi máu vậy? Đây, cho anh đây. Bây giờ level 4 này à. Ủa, coi đâu à, đây nè. Cộng 10% vào với giá thuốc của mình. Thương nhân bây giờ sẽ có 20% các loại nguyên liệu nữa. Cơ hội được giảm giá thì tăng lên 5% cho với thương gia. Ngoài ra cũng giảm thêm 5% nữa. Khách hàng mỗi ngày thì sẽ 5 đến 7 người. Từ chối khách hàng rời đi thì sẽ trừ 2 sao. Mình là 1 trên 20 á. Tôi không biết cách sử dụng cái Tinder Book, là cái hộp hẹn hò. Tôi biết cái app Tinder chứ không biết Tinder Book là gì. Tôi cần phải có một chút ánh sáng, nến từ lửa, vậy là nó cần lửa không? Hay là có phép ánh sáng nào không ta? Đây mình sẽ đi từ cái chỗ lửa qua. Từ cái chỗ lửa. Này cái này. Đi qua trái nữa hả?
cái này nó đi gì dễ dàng như nào. Ờ, không nào qua trái à? Hả? Toàn ba cái độc lạ vậy không nào? Ủa? Cái này là chỉnh cái lỗ thuốc hả? À? Nhìn đã vậy? Đó. Thuốc lửa, thuốc lửa thì đây đây đây, thuốc lửa đây, bên này là chỉnh màu hay gì ngon. Rồi chúng ta có thuốc lửa nè, cái khung hình vuông rồi là à, cái này là cái hình bên trong. Ô, còn quay được luôn nào. Thuốc lửa đây mà mình không có cái nào đi sang trái á trời. Cái này là gì? Cái này nguyên liệu, cái này thuốc, cái này công thức hay gì? Chắc là thuốc lửa thôi. Con Cogiden, Cogiden, những con game đó tôi chơi rồi. Gần đây thì trời mưa nhiều quá, tôi không trốn kịp. Bây giờ thì ấm mà không cháy à? Loại thuốc nào có thể giúp tôi? Bây giờ cái gỗ, cái củi của ông này nó hết cháy rồi, vậy là hút lửa nó thôi. Đó, đi bây giờ đi xuống cái tầng hầm cái là mình xong chương 1 nè. Ủa mình không có thuốc sang trái mà sao nó chế được hút lửa ta? Ủa cái này với cái này á? À, hút sang trái nè. Tôi nghĩ tôi ăn đã cái gì đó đã thiêu rồi, bây giờ bụng của tôi thì nó hơi đau. Tôi sắp chết à, có cách nào cứu được tôi không? Có tiền là cứu được à, đây. Rồi hết khách rồi. Bây giờ nó kêu mình xuống tầng hầm. Cái gì đây? Nhà giả kim, xong cái chương 1 của mình, con đường giả kim. Làm việc tốt lắm, bây giờ bạn đã hoàn thành cái chương đầu tiên với tất cả những thứ mới trong cái này, như khách hàng mới luôn, nhiều cái loại mà đặt hàng mới nữa, nhiều cái mà thuốc cơ bản mới nữa, thương nhân bây giờ sẽ có thêm nhiều cái mặt hàng hơn nữa. Ok. Cái này là sao? Chương hả? Chương ở đây hả? Chương 1 mình ok rồi, chương 2 mình xong được 9 cái luôn rồi nè. Bây giờ tạo một cái loại thuốc có hai cái mà, ủa có hai cái hiệu ứng là sao? Tạo thuốc nổ, tạo thuốc phát sáng, tạo cái thuốc mà cái này là chữ gì đó, thuốc nhanh nhẹn. À không phải nhanh nhẹn mà là cái điểm gì trong mà mấy game chơi quên mất tiêu rồi. Kỹ thuật khéo léo vậy, đúng rồi, tạo cái loại thuốc có hai cái dòng hiệu ứng là sao ta? Đi ra vườn cái đã. Ủa quên, chưa đi ngủ hay gì mà đi ngủ bác. Khả năng là mình sẽ điều cái loại thuốc đến một cái vị trí đó, sau đó mình đốt lửa đi, đốt lửa lên rồi sau đó mình lại đi, giống như đi đây nè, mình phun lửa nặng lần rồi xong rồi mình đi tiếp nữa. Ủa bữa nay không có mọc nấm hả? Đây ví dụ là thuốc nào, thuốc lửa này nè, tiếp tục từ cái chỗ đó nè là mình đốt lửa lên là nó có lửa lần này đó. Rồi mình muốn đi xuống đâu dưới chỗ này nè, chỗ này là có thuốc ánh sáng vậy nè.
Ủa sao nó bị đánh chữ ít lên đây là sao ta? Không hiểu cho lắm. Bây giờ phải sang trái rồi còn xuống cái nữa nè. Nên đi làm sao khéo khéo không đụng vô đây nó mới qua được chỗ này. Khó nha. Ý gì gì gì. Bây giờ đi xuống. Đi xuống thì chắc không cần pha đâu. Ý dạ. Rồi bây giờ qua trái. Khoan khoan khoan, qua trái rồi mình sẽ đi lên. Đi lên thì nó hơi xiên qua tí, vậy mình đi tới tầm chỗ này thôi. Được chưa ta, được chưa? Cái này nhiều nè, cái này cũng nhiều quá nè. Hồi nãy bị dị giả thêm tí nữa rồi. Như thế này thì nó đâu có vô được. Có đi như thế này thôi. Lui ra chỗ này cái đã. Rồi chắc cho nó đi từ cái nấm này. Ôi, rồi, ok. Làm sao có hai hiệu ứng được, bây giờ nó chuyển thành cái thuốc mặt trời luôn nè. À đây nè, hai lửa ba mặt trời nè, thuốc này thuốc ánh sáng ngon. Bây giờ tạo thuốc nổ, tạo cái thuốc ánh sáng. Thuốc ánh sáng là ở chỗ nãy đó. Công thức, công thức không đủ nguyên liệu rồi. Trời ơi, công thức nè, bỏ ba này vô sấy khuấy 26 lần, bỏ này vô khuấy 10 lần, bỏ này vô khuấy 1 lần, đổ nước phun lửa 3 lần, bỏ cái nấm vô khuấy, bỏ cái này vô khuấy, đút cái này vô khuấy, bỏ này vô khuấy, bỏ này vô khuấy, bỏ này đổ nước vô, cái này mới ra được cái thuốc này. Khổ ấy. Bây giờ gốc xiên này mình chưa đi, gốc xiên này cũng chưa đi luôn. Có cái nào đi được lên cái đường đó không ạ? Khó lắm. À có nè. Ê, ê, ê. Rồi. Rồi, ok. Khỏi lửa, khỏi lửa. Ủa đáng lẽ nó phải đu lại cái thuốc đó là cái gì chứ? Nè. Ủa không phải, cái này nó thuốc chạy rồi, lỡ rồi. Không phải cái này. Ủa, cái này là thuốc nổ hả? Này thuốc lửa. Ủa sao hai cái lửa ở ngoài?
Cái lửa này tốn nhiều nguyên liệu quá à. Cái lửa này tốn ít hơn nè. Bỏ. Nhưng chỗ này là gì? Không nhớ cái thuốc này là gì. Đi xuống 4 lần, hình như là thuốc này nè, thuốc sức mạnh nè. Đúng rồi. Ủa đâu phải. Không biết, không rõ. Thôi, coi hôm nay có khách nào. Đây đây. Chào thằng ấy, mới mở cửa gần đây phải không? Tôi cũng là một cái giả kim. Tôi đang đi qua cái thị trấn này. Tôi chỉ đi qua thôi. Tôi có một vài công thức muốn bán cho bạn. Cái công thức này thì nó sử dụng đặc biệt là những cái trang giấy đặc biệt này. Rồi nói chung là ông bán công thức cho mình đó. 180 tiền. 170 tiền. Cháo mì tía 8 tiền ngon. Rồi mua cái này rồi xài sao ta? Ủa nó không nằm ở đây nữa, nó nằm ở đâu ta? Cái gì đây trời? Trời ơi. Bây giờ phải làm cái quýt gao này nữa. Cái này không biết ở đâu. Còn cái này là loại nhanh nhẹn gì nè, khéo léo nè. Ủa này mua lần có cái một vậy đó hả? Hình như nó là cái này nè. À hình như nó là cái tờ giấy này nè. Để mình có thể lưu mấy công thức này lại. Vậy là nó có giới hạn hết đó. Bây giờ ví dụ tôi có 5 cái ha. Ví dụ tôi có 5 cái, bây giờ tôi mua có ổng tờ nữa. Mua có ổng tờ nữa. Là nó ra 1 cái nữa là à cái này nó có giới hạn rồi, ok. Thôi nào có tiền thì tiếp sau. Còn 400 tiền à. Chồng của tôi thì lại đi ra ngoài, đi vào gần đấy nó đầu cái trò chơi săn bắt thú nó rồi. Anh ấy sử dụng cái loại thuốc nào để có thể đi săn tốt hơn, sức khỏe hay là tốc độ? Tốc độ 155, sức khỏe 93, tốc độ đi. 155 là mình thương lượng thì nó lên được bao nhiêu? 62. Hai trăm đồng ơi, giàu rồi. Tôi đang gặt lúa ngoài đồng, đột nhiên có cái thứ gì đó như con cua nó kẹp vào chân tôi hả? Kẹp vào cái mắt cá chân của tôi. Vậy là chắc hồi máu thôi. Hồi máu mình bán rẻ. Ba mấy đồng là tôi cũng lỗ đó nha. Làm ăn kiểu này là lỗ đó. Mười mấy đồng, cái lá này mình có ba lá thôi. Chắc là mua một mớ. Cái này đang giảm mà mình có 10 cái là chắc không mua đâu. Cái này giá cao. Chênh lệch như nhau 10 lần á. Cái này mới nè. Nó có 1 cái một thôi. Đỡ là cái nào rẻ rẻ mình mua hết đi. Rồi 100 đồng, 100 đồng được nhiêu đây thì cũng tạm ổn. Bye bye bye. Hả? Giúp tôi chiến thắng con rồng băng thì chắc thuốc lửa hay là thuốc nổ? Không. 60, thuốc lửa không thì bao nhiêu? Đó. Chất lượng của cái loại thuốc này là cực kỳ quan trọng với tôi có thể trả giá rất là cao luôn. Sử dụng khi đi săn, sức khỏe là tốc độ 254, 153, 254. Này là cái lọ kiểu thiết kế cũ.
Anh mua cái lọ thuốc này đó, anh bao xăng luôn, bắt không những gồng đâu mà khủng long anh cũng còn bắt được nữa. Giá tốt, giá tốt. 100 đồng, 300 đồng, gần ngàn nè. Thanh niên này giống hệt trong The Witcher luôn á. Anh em có coi The Witcher không? Cũng có cái này là cầm ba cây kiếm nè. Một cái kiếm sắt là để đánh với một cái kiếm mà bằng chì hay là sắt gì đó để săn những con quái vật bất tử như là lâm phai đâu á. Rồi một cái kiếm thép là độ bền rất là cao để chuyên gia đánh với con người. Với một cây kiếm thịt là để đánh gái. Trời ơi săn. Tôi cần một số cái thuốc độc này. Độc á. Độc có độc 3 sao cho anh luôn. Hết. Độc này từ từ để tí anh. Thuốc độc này nằm ở đâu ta? Đây nè, đây nè. Bây giờ coi có cái gì để mình đi được không? Qua trái. Ủa? Qua trái rồi đập xuống. Đâm bằng cái này thì cũng không ngon. Qua trái trước đây. Cái này mình chỉ có một cái thôi nên không chế nhiều được. Tega gear nè. Có khi mình qua trái thêm chút nữa rồi mình mới tega gear xuống qua được cái gì điểm chứ ít nè. Rồi bây giờ tega gear nó xuống. Xuống cái nữa. Đấy đây. Có cái đường nhạt nhạt nè. Rồi ngay 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 rồi. Đổ nước vô. Rồi 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 rồi. Bơm nữa lên. Phan, cái lọ này đổi hình nó lại. Thuốc độc á. Cái độc này thì nó là ít tài nguyên hơn nhưng mà nó tài nguyên hiếm không à. Hai cái nấm nè, còn cái độc này của mình thì hai tài nguyên này nó khá là rẻ. Rồi bây giờ đưa cho ông quýt trơn hả? Không phải hả? À, hồi phục sức khỏe vết thương, nó đi săn thì nó bị mà thương. Trời ơi tính đâu thuốc đi săn. Rồi đây, hồi máu máu cho anh đây. Cái công thức máu này chắc phải sửa cái bình lại cho nó đẹp. Thành trái tim. Đây. Hình tròn, đó. Màu màu đỏ ok rồi. Bèo quá vậy, 35 đồng hả anh? Thuốc này không cần, cần hồi máu thôi. Đủ chơi gì mà phèn quá. Đủ mà 5 điểm tôi lấy cái này luôn. Nay hết khách rồi chắc mà ra vườn cái rồi. Còn sót gì không? Không có gì mình đi ngủ. Ngủ 4 ngày rồi nè. Chưa mở cửa, chưa đựng từng nữa mà kiếm được ngàn vàng rồi. Cây bút này là cái gì ta? Đi ngủ thì game nó mới xếp nè. Đây tạo cái lọ thuốc ánh sáng.
Với mà tạo lộ thú nhanh nhẹn thì chắc phải đi khám phá bản đồ đó. Đây nè, đây nó nè, đây nó nè, ba khu. Rồi đâm thẳng qua bên phải đi luôn 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 ha. Ở đây nó có cái đường này nè, anh em thấy không? Trời, nó đi cái đường tà đạo gì nữa nè. Đi cái này thì lấy ép được, lấy ba cái kinh nghiệm nè. Bây giờ cần đi sang phải hoặc là phải dưới. Đi đây 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 đây. Phải xong rồi phải dưới. Đây cái này với mà cái này nó được nè. Một này được à. Khéo khéo tí là được à. Nãy đi xa quá rồi. Nãy cái này không nên đập hết, đập nhẹ nhẹ thôi. Ý, rồi ok. Cái này là gì? Cái này là thuốc giúp mà thực vật phát triển thêm. Cây cỏ hả? Cây cỏ thì cây cỏ vô bình này đi, bình này cũng được, màu xanh lá là cũng ok luôn. À đúng rồi nè. Rồi cái thuốc khéo léo. Tôi chỉ nghĩ à đây 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 đây. Mình đi đường qua phải đi. Trời nó đi cái đường tà đạo gì nữa trời. Đây, qua phải mình có rất nhiều cái bông này. Mấy cái thuốc này là tốn tiền dữ trời lắm đó. Đi ở dưới này một cái, trên này một cái nữa. Rồi ok hết nè. Bây giờ một là xuống dưới, hai là ở trên, nuôi cái công thức này lại cho đã. Bây giờ mình có thêm một cái này, một cái này thì tôi nghĩ lấy được ba sao này á. Làm luôn ha. Gần phui thôi, gần phui thôi. Ê, nghe gì đó. Tới chưa? Rồi ok, thổi lửa lên. Thuốc cũ hả? Thuốc này là thuốc cũ. Bây giờ công thức lại. Bây giờ hồi nãy là cái này phải không? Cái này. Đây đi lên nè. Cái này có hai cái à. Cái này đi qua nữa thì nó lệch luôn á. Vậy là phải xài hai cái này một lần đó. Thằng này đi qua phải không lên.
Để từ từ tôi tính kỹ rồi nha. Được chưa ta? Rồi 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 rồi. Nè, thuốc đét luôn nè, đúng cái yêu cầu đó đặt ra nè. Xong chấp tờ 2 luôn. Đó. Bây giờ coi khách khứa không? Thợ mỏ. Con này cũng bán cái gì đây? Cũng bán ba cái đá hả? Đá là sao? Trời ơi. Mua thử là 160 hả? Mình có 1.000. Nếu như mình mua ba cái đi. Ba cái 280, một cái khoảng 90. Tôi thấy cái này nó có vẻ khá quan trọng á. Làm luôn không ta? Coi ba cái được rồi. Nhưng mà tiền mình cũng có để làm gì đâu. Nốt. Rồi ok. Ủng hộ ông cụ đó. Còn 500 tiền à. Cổ họng của tôi thì bị đau mấy ngày nay rồi. Thuốc hồi máu thôi. Thuốc hồi máu là bán chạy nhất luôn á. Hai bông hai rễ. Nhà giả kim đã đưa tôi một cái lọ thuốc hồi phục. Này nó bị tên bắn nên nó mà muốn hồi phục sớm để làm việc. Thanh niên này chắc là lính gác nè. Rồi ok. Ông cụ bán thuốc nữa đây. Bán nấm nha. Cái nào cũng rẻ cho nó. Cái nấm này hình như là mình chưa có đâu phải không? Chưa, quất hết luôn, cũng hậu cùng. Mình có 2 điểm thôi, cố 5 điểm rồi lấy cái này. Khách quen mà cũ không bớt gì với nhau hả? Đó, rồi tạm biệt cũ. Còn 300 đồng à. Tôi đã gì? Tôi đã tìm thấy một cái mà gương báo gần đây. Nhưng tôi không có chìa khóa, có cái nào để mở nó không? Thuốc độc được không? Không, thuốc nổ à? À đúng rồi, chắc thuốc nổ á. Hay là thuốc sức khỏe được không? Không, sức khỏe không được, chỉ có thuốc nổ thôi. Hay là có axit ăn mòn được không ta? Có axit nữa thì ngon. Axit mình đổ vô cái là nó tan luôn á. Không có, tôi nghĩ là thuốc nổ thôi. 230 chắc mình ép giá một tí. Trăm ngon. 666 này xong số quỷ gia tăng nè. Tôi muốn nhanh như một con rùa à. Dân. Một số con rùa thì biết được cái tốc độ thần thánh của nó. Đây anh muốn nhanh như rùa, tôi cho anh thuốc giảm tốc độ. Tôi muốn bôi một số cái lên vũ khí của mình bằng một cái loại thuốc nào đó giúp tôi chiến đấu với mà nguyên tố lửa hả? Thì thuốc băng. Cái này là gì? Không 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 không, thuốc độc cũng không nữa, gì chỉ có thuốc băng thôi. Thuốc băng của mình đây đây đây, đây.
Đấy, cho anh đấy. Level 6 rồi nào. Thành thành cái nhà giả kim địa phương này. Mới có 3 điểm thôi. Thú vị chuột. Quý lắm rồi mới bán vô cái giá đó đó nha. Thực ra tôi bây giờ nghèo gốc mình rồi. Bây giờ chương 3 của mình là nó yêu cầu sửa cái cổ máy giả kim ở dưới. Chắc dưới tầng hầm á. Đây nè. Hả? Ở đâu? Tìm một cái thương nhân rồi có thể bán cho bạn những cái thiết bị để sửa chữa cỗ máy này rồi ok. Bây giờ chưa có sửa được. Này làm sao ta? Ô, tạo một cái lọ thuốc với ba hiệu ứng khác nhau thì tôi nghĩ là khó đó nha. Một nè, hai nè, ba nè, hồi máu nè, băng nè, nhưng mà nhanh nhẹn mình chỉ có 5 cái hiệu ứng này thôi, nên tốt nhất á là mình không cần 3 sao, mình chỉ cần đi đến đây rồi đi luôn. Dưới này còn cái gì không ta? Này nó tới một bốn quyển sách rồi nè. Thuốc sức khỏe của mình hồi nãy là 40 ghế rồi. Bây giờ đi cái đường này xuống hay là đi qua đó thì lấy được ép, có rất là nhiều ép nó nằm rải rác đây nè. Nhưng mà lấy ép thì tăng được mấy cái này á. Từ từ để tôi suy nghĩ kỹ. Bốn cái mình đi xuống đây, đụng vô cái này. Hoặc là mình đi qua bên phải, mình lấy máu đâm xuống này. Rồi sau đó đâm qua trái, qua đây, qua chỗ này. Qua chỗ này rồi thì không biết ở phía dưới nó còn cái gì hay không. Rồi, đi qua máu cái này, rồi dòng xuống dưới này luôn nha. Chết rồi, không có cái nào qua trái gì. À có cái này qua trái nè. Nó đi gần như là ngang luôn. Cái nữa đây. Này là sao ta? Ý da, hụt rồi, trời ơi. Ê, ê, ê. À, nó chỉ xây xây vậy thôi. Nó không có cho đi luôn. Ủa? Ôi vãi. Không biết, tôi không biết. Ôi ơi. Không lẽ đi lên lấy độc trời.
Nghĩ sao mà thuốc vừa hồi máu vừa tăng cường sức khỏe lại có độc? Rồi hai được rồi. Rồi méo luôn công đức đâu. Chế gà đồng này đem bỏ. Bán cho ai được. Rồi ơi, anh này cũng bán đống đồ luôn, 900 đồng. Nấm này mình đang có 11 cái rồi. Nấm này mới có 2 cái thôi. Giá cũng rẻ nữa, 15 đồng rồi. Này mới có 2 cái à. Hút luôn. Trời, anh này anh bán 85 đồng à. Hồi nãy tôi mua cái ông nội kia bán 200 đồng. Khách cổ. Rồi 300 đồng ủng hộ cho anh là vui luôn rồi đó nha. Này mình cũng có khá là nhiều nhưng mà nó cũng gần hết rồi. 21 đồng à. Này 44 đồng là con cái một. Này mình xài nhiều cho công thức nào không ta? Cỏ. Thôi coi thiếu thuốc nào mình chế mở loại cái đi. Hồi máu có chưa? Chưa, chế xong rồi coi thiếu nguyên liệu gì. Độc. Rồi thuốc làm chậm có một cái nè. Sức khỏe có một cái luôn rồi. Thuốc này là nửa như ánh sáng. Con cái này, thuốc ngủ, ngủ có luôn, thuốc băng chưa có. Thuốc lửa chưa có luôn. Thuốc nổ chưa luôn. Thuốc cây có rồi. Rồi bây giờ nguyên liệu mình coi thiếu cái gì không. Cỏ này còn 4 cái, vậy cái cỏ này không có xài nhiều. Này mắc quá à. Này tới 28 đồng nữa. Thôi thôi thôi. Tôn dịch, tôn dịch. Đau bụng và cho tôi khiến tôi chạy đi rất nhiều á, hồi phục với mà sức khỏe. Chửi. Từ từ để em chế cho chị cái thuốc hồi phục với sức khỏe luôn. Lấy cái này với cái này. Cái này với cái này xuống đây á. Cái này nó đi cũng khá là xa nè. Rồi 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 rồi. Hồi phục với sức khỏe là màu xanh lá. Đó. Có thuốc xịn cho chị đây, em mới chế luôn, chị thử thuốc nha. Ủa có 35 vậy đó hả? Kỳ vậy?
Chỉ là hồi máu với mà tốc độ làm sao mà làm được hai cái nó một trời một vực với nhau, sao mà làm. Thôi lấy đỡ máu đi, chịu. Tôi muốn một cái chất độc cực kỳ mạnh và nhanh luôn. Gì thì độc nè, anh mua thử cái loại phải không? Không hả? Không thôi, làm gì với nhau chứ gì. Xin chào, tôi nghe bạn là cái nhà già chợ kim mới trong thị trấn hả? Tôi đến đây để nói lời chào biệt. Ủa, nói lời mà chào gặp mặt. Đến đây chủ yếu là vì tò mò thôi. Cần thuốc gì không? Thi thoảng thì cần một số chất độc giả máu người. Sao tự nhiên nó lại nó mua thuốc độc dữ vậy ta? Hết rồi. À, này chế được nè. Tôi có thể giúp gì không? Ông này ổng cần cái thuốc khéo léo để mà đi vào trong rừng hái mấy cái nấm á, nó không bị mà lạc lối nữa. Cái này nè 16 hả? Này mình chưa có cái nào cả, ủng hộ hết giống luôn, có nhiều mua hết nhiều luôn. Anh lính nè, anh lính nãy đi mà bị mũi tên bắn vô rồi xin mình lỗ thuốc hồi phục á, mạnh và nhanh. Mạnh và nhanh á, cái mạnh nó thì nó nằm ở dưới, còn cái nhanh nó thì nó nằm ở trên. Tôi cũng méo biên sao mà giúp cho ảnh được luôn á. Thôi anh đòi cái lọ thuốc đó sao mà chế được. Nhanh nè, mạnh nè, mạnh 102. Vậy anh lấy nhanh đi, ép giá anh đúng không ta? Anh làm lính cán bộ công nhân viên chắc anh giàu lắm ha. Xin điểu anh đó anh tí ơi, 200 đồng. Tôi là một cái ma thực gia nhưng cây gậy của tôi thì hoạt động rất là tốt, tôi cần một số thuốc hồi phục mana của mình. Mình hình như chưa có thuốc hồi phục mana nha. Chắc là nằm đây thôi. Rồi góc trên bên phải, bây giờ tìm đường nào đi lên. Đây nè, đây nè. Nắm mình mới mua một đùi nè. Đó, 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 đó. Rồi bây giờ không, tôi nghĩ xuyên lên là nó lọt á, chỉ có cái nấm này thôi. Đi làm sao cái đường này là nó trùng với đường này là được. Rồi 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 rồi, chúng ta đã có bốn cây nấm này thì ra được cái lọ thuốc hồi mana.
coi, thuốc cho anh đây anh pháp sư ơi, đâu rồi ta? Đây đây này, 100 đồng à, 100 đồng bán đứt luôn. Gần đây thì trời mưa quá, củi khô rồi, muốn thuốc lửa chứ gì, lửa đây. Xin chào nhà chế thuốc, nó không kêu mình giả kim thực sư nữa. Tôi cần phải đánh bại một cái gã đàn ông giàu có. Hả? Thuốc ngủ không? Không phải hả? Tính đâu chú thuốc rồi lột đồ nữa nhá. Tôi cần một cái thuốc tăng sức khỏe. Rồi ok. Tính đâu em này gái ngành trừ 14 điểm mà này nè. Đó. Điểm này điểm tốt bụng của mình vừa trừ 14 đó. Do mình bán thuốc để mà em này ám sát cái thằng nhà giàu lấy tiền á, nên nó tụt khoảng mười mấy điểm luôn. Tôi cần phải mà chạy trốn cái hợp lệ luôn. Cần cái lọ thuốc có cái thành phần là ghiêu. Ghiêu là cái gì? Cái này hả? Mất sự gom nè. Tức là nó đòi thuốc chạy mà nó lại có cái này. Tôi có thích mùi của nó. Chạy thì nó nằm ở trên này liên quan méo gì. Phiền phết. Không có nào mà mình chế từ cái này chứ. Em này là nó muốn chạy trốn chứ không phải là chạy, nên chạy trốn là có thể là sức khỏe chẳng hạn. Từ từ để tôi suy nghĩ thôi. Nó muốn chạy trốn mà nó đòi cái loại thuốc sờ rau rồi đó, hay là sức mạnh ta? Chạy trốn thì đâu cần sức mạnh đâu, phải không? Chạy trốn thì mình có thể làm được chuyện gì? À, chất thuốc ánh sáng, đúng rồi. Không, chạy trốn liên quan méo gì thuốc ánh sáng đây. Một là mình đi đường dưới mình vòng lên, còn hai mình đi đường trên vòng xuống. Tôi chưa có lỗ thuốc ánh sáng rồi nữa nè. Đi tới bên đây vòng xuống, cứ đi qua trái đi. Chết rồi, mình không có cái nào qua trái hết ta. À đây đây đây. Rồi bây giờ đi lên, đi xiên trái lên trên rồi mình qua trái lần nữa. Đi lên mình có cái này 13. Có cái này 2. Cái 13 này đi. Khổ quá. Đi vang 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 rồi đi xuống nè. Đây đi xuống có cái này nó đi xuyên qua phải rồi xuyên qua trái. Nó hơi ôm cua qua phải một tí. Khó canh nha.
Chết rồi, hơi quá rồi. Ấy vậy. Rồi 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 sức mồ hôi hộp. Quả trời thuốc gì trời, này là gì nữa đây? Rồi ok. Tim kỳ đính kèm tim. Rồi ok, có thời gian thử game có anh em. Cái này là cái phế phẩm. Ủa cái này cũng ngon nè. Đâu phải phế đâu. Ngon nhưng mà ít dùng thì chắc để ở dưới bên phải rồi đi. Cái phế phẩm của mình là cái lọ nào ta? Lọ này nè. Nó vừa độc lại vừa hồi máu lại vừa tăng sức khỏe à, như cái loại đó tôi không có luôn. Không được luôn hả? Không lẽ phải lấy cái loại chạy này cho chị luôn. Phiền á, chỉ phiền vãi á. Lỡ rồi đi lên để đụng mấy cái ép này nè. Sẵn tiện mình đi mình đụng ép luôn. Nó là cái này phải không? Cái gì? Lỡ tay, lỡ tay. Không ổn, cái này nó đi xuyên qua vải rồi. Nên mình không có làm thuốc maximum được. Trừ phi mình ghẻ sang trái một lần nữa. Lấy ép trước đã. Mấy kia để tính sau. Không có đường nào vô được. Cái này nó đi lệch qua phải rồi. Trừ phi mình phải thêm một cái loại thuốc qua trái nữa. Hình như là không phải mấy cái thuốc này. Chết tôi rồi, hình như ngu rồi. Nó đúng là cái mod gao luôn. Nó đúng là cái mod gao luôn chứ không phải là xà gao không. Thôi lỡ rồi, đi đến đây rồi, đi thẳng luôn đi. Hoặc là qua phải, bên phải còn cái loại nè. Thôi kệ em nó thôi, tôi cũng chịu rồi. Nấm này mình cũng hơi nhiều.
này không tới, cái này tới nè, nhưng mà cái này mình có hai cái à. Cái đi xuống của mình nó cũng sắp hết luôn rồi. Cái này với cái này nữa thì được á. Cái này với cái xuống nè. Cái này cũng khó. Cái này đây. Chủ yếu là đi lấy ép thôi. Trời ơi không tới luôn, thiệt tình. Đó 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 đó, ngay đó ngay đó. Rồi rồi rồi. Thuốc gì đây? Thuốc chấm xét. Không nói gì cả. Nhìn quanh căn phòng. Mình cũng nhìn quanh căn phòng theo nó. Hay là hỏi nó cần cái gì, hay là im lặng. Rồi không làm gì hết, đi ra. Rồi mình cũng không nên tọc mạnh mấy khách hàng này. Chắc là có cái gì đó thôi. Nhiều chuyện quá là bán mạng luôn á. Cả làm sao sửa được cái máy này. Tạo cái thuốc đá gì nào, từ 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 chắc là cái này thôi, chỉ còn một cái này trong tầm nhìn của mình thôi, nên có thể đi xuống lấy sức khỏe trước rồi sau đó quẹo phải đi cái đường này xuống. Tôi không biết quẹo phải như thế này thì nó làm sao nữa, nhưng mà cứ đi đi. Quẹo phải lấy đống ép nè, rồi đi xuống, chết rồi còn cái gì xuống đâu. Đi đây nè, đây nè. Thuốc sức khỏe của mình. Bốn cái ghế, ban đầu là bốn cái ghế. Mình có thể xài công thức mới luôn ha. Ủa cái này đi lên ông nội ơi. Có cái nấm này đi xuống nè. Tới đây thôi, tới đây thôi. Chết tôi rồi. Đáng lẽ tới đây mới đúng. Ha. Ủa mình đâu có cái nào đi xuống đâu, qua phải. Đây đây đây, có cái này qua phải. Rồi đi xuống cái qua phải nữa. Qua phải thêm tí xíu nữa. Rồi hụt luôn mấy cuốn sách ép rồi. Đó.
xuống được rồi. Ngón rồi kỹ thuật qua phải 4 lần thì chết nằm chỗ này quá. Bây giờ mình đi lượm kinh nghiệm thôi. Hết công thức rồi. Giờ mình còn có hai tờ giấy à. Rồi đi ngủ được rồi. Ngủ 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 hết một tuần trong game rồi đó. Ngày mai nữa là mình đủ level 5, mình tăng cái điểm thương lượng được. Bây giờ có 5 điểm người tốt thôi. Hái rau, hái rau. Bữa nay có nhiều nấm. Này không hái được hả? Hết rồi. Thôi 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 thôi. Ông bán mắc vải à? Người ta bán có mấy chục, ông bán 170. Chữ nhiều quá. Xin chào, tôi có một ý tưởng rất là tuyệt vời. Một loại bia làm ấm cơ thể của bạn vào những cái ngày lạnh giá. Mọi người sẽ mất khá nhiều tiền cho nó ở tỉnh phía Bắc. Công thức đã sẵn sàng rồi. Nhưng tôi cần một cái thứ gì đó để giữ nhiệt. Thuốc lửa đâu rồi? Hả? Vừa nhiệt vừa ánh sáng luôn mới được. Này khó, khó tính. Công thức bia của nó là bí mật, nó có 5 loại đâu. Giúp tôi là một... Giúp tôi leo lên tường cho một cuộc đột kích đã. Không hiểu gì lắm. Tôn dịch tiếp. Nổ bức tường là nhằm là Lugin Segea nè. Công thành thì đấy. Thử 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 thử. Thử cái này. 153 phải không? Hai trăm hai mươi hai cộng 69 đồng cũng được. Chào đằng ấy. Tôi muốn bắt cá luôn. Bằng để mà bắt mấy con cá rồi trữ lại. 70 là cho anh luôn á. Rồi, đằng ấy cần thuốc gì? Gần đây thì tôi sử dụng để thu nhập hái lượm luôn. Nhưng mà không có gì mọc đó nữa. Vậy chắc thuốc thực vật nè. Rồi, mình bán thuốc thực vật cho em nó. Thì sau này cây cỏ của em nó trồng là phát triển lên rất là nhiều. Thì mình có thêm nhiều cái lựa chọn mới nữa. Này đang cần nè. Này mình có 11 á. Nhưng mà uống hết đi, ủng hộ luôn. 300 đồng thì trả giá thôi.
sắp bội thu rồi nên mình tranh thủ trả giá em đó, giảm gần phân nửa luôn, ngon. Rồi bye em. Nhanh nhẹn hả? Cái chữ này là WF. Thuốc này thuốc nhanh nhẹn còn gì nữa? Rồi nó quạo nó bỏ đi luôn rồi. Ngứa ở dưới rồi hồi máu 35. Lâu rồi không chế thuốc hồi máu cho em nó. Một số cái lọ để mà giúp đi săn. Không thích cái này. Tốc độ thích không? Cũng thích. Rồi sức khỏe. Sức khỏe thích không? Sức khỏe thích mà không bằng tốc độ. Rồi ok cho anh tốc độ luôn. Muốn chạy trốn khỏi mấy lính canh. Thằng này chắc thằng trộm nè. Không đấu với anh á. Anh trộm mới cần ba cái đó thôi. Bán luôn. Bây giờ mình 16 không? Bán cho nó tục 11 điểm còn cái năm mà thấy không? Giúp nó leo lên là một cái vách đá cao thẳng đứng. Vậy là thuốc khéo léo hả? Hay là thuốc tốc độ đó? Ủa cái thuốc sấm sét là để làm cái gì? Khéo léo hay là tốc độ? À, có một cái loại thuốc gọi là cái thuốc mà gần như bay luôn á. Tôi nhớ lúc trước có cái loại thuốc gần như là bay luôn. Từ 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 từ. Nó nằm ở mút trên này nè. Khó vô dữ lắm. Không biết sao vô được cái chỗ trên này luôn. Nằm đâu trên này nè. Bây giờ thì để coi có bao nhiêu cái lọ đi lên đã. Đi lên cái này đi xuống. Đi lên là đi lên có khá là nhiều. Cũng được. Còn đi luôn. Làm lại từ đầu đi. Đi để mà lấy mấy cái ép nè. Mấy ép màu xanh lá nè. Đang cần. Ủa phải này không? Phải đều, phải đều. Rồi, bậc 2 được rồi. Cái kia mình gán canh bậc 3 cho nó. Rồi, sau đó sang trái. Bây giờ đi lên đây là sang trái lần nữa nè. Đi lên thì vướng á. Nhưng mà đi sang trái á thì đi lên đây là sang trái vậy ta. Cái này nó đi tới rồi nó quay về á. Rồi đi qua trái cái đi, mình đi lên tiếp.
đi, trên đó có cái gì cơ, nhưng mà không phải cái mình cần đâu. Cái mình cần nó nằm ở đâu trên này luôn nè. Đi lên lần nữa. Khoan, nên đi lên hay là đi qua ta? Lượm tí ép đó, mấy cái kia tính sau. Đây nè, đây nè. Qua phải. Mấy cái này nó không có xếp theo hướng à. Đây nè. Trời ơi, chế ghê tán vào bài sản luôn. Lỗ đuối này chắc mấy trăm đồng á. Đi lên, rồi đi xuyên qua trái. Bang, mình coi cái nào qua trái như thế này không? Có cái này. Cái này ít quá, có hai cái à. Này ba cái. Gì là hai này nữa đi. Trời ơi, một đống ép luôn. Đi đi thẳng lên rồi quẹo qua đây. Lên phát nữa. Rồi qua trái. Xuống 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 nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Ui ui, cưỡi voi. Trời ơi, chế cái thuốc cho anh đây muốn học máu mồm luôn anh ơi. 700 đồng bây giờ ép giả gian thương gian thương. 1.000. Giàu rồi, tôi giàu rồi. Này hết khách luôn hả? Này vẫn chưa sửa được. Chưa biết sửa làm sao. Rồi đi ngủ thôi, khách thì đi ngủ. Chế đồ thuốc mà đổ mồ hôi lạnh luôn á. Tiếp ra vườn cái. Thức chị thì cứ đi ra vườn trước. Rồi mấy cái khác tính sau. Cây cỏ này nó không thay đổi gì nhiều ha. Tôi nghĩ tôi bắt đầu là cái đồng thời nó bắt đầu rụng tóc rồi. Có cái nào để tóc phát triển không? Thuốc nào mà phát triển tóc trời? Đây là thuốc mana đó. Thuốc nào mà mọc tóc được? À, hay là thuốc mọc cây? Hay là thuốc mọc cây này? Hết công thức rồi anh ơi. Anh làm khó quá vậy. Hay là thuốc hồi máu đó. Không luôn. Không có rồi thôi. Bây giờ khách nó bắt đầu yêu cầu khó lên đó. Tôi thì mắc một số cái vấn đề gần đây. Mắc một số vấn đề kín đáo hả. Tôi cần một số nước độc. Em này chắc chả bộn á, nhưng mà làm cái nữa chắc âm luôn á, âm cái điểm này nổi tiếng luôn á.
nó cần thuốc độc mà để loại bỏ cái nhân chứng này luôn á. Thôi thôi thôi, làm ác quá thì chắc chết á. Thôi 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 thôi, cộng 2 điểm rồi. Cần trả thù một ai đó lại cũng độc sao mà khách hàng của mình tội nhân giết chóc gì nữa. Ok, giá 16 đồng mà giá đang rẻ thì ủng hộ em hết mình luôn. Đấy ơi, không không. Này mua không ta? Còn hai giờ mua hết đi. Cái này thì chuối vậy. Chuối có lông nữa, trời ơi, chuối một lông mà nó đi như thế này. Này không có xếp theo hướng được hết ta. À có nè. Trời ơi, cái này hóa ra là cái bộ lọc hướng. À rồi rồi hiểu. Vậy là xiên trái này có cái nào ngon không? Xiên trái này thì mình chưa có nào cả. Giá đang ổn thì thôi 54 đồng mắc quá. Ủng hộ ba cái thôi. Rồi. Bye em. Rồi đang tham gia cuộc thi thợ săn gì đó, bắt trú trong rừng gì đó, cần có loại thuốc nào thì tốt tốt. Chắc tốc độ thôi. Sức khỏe thì sao? Sức khỏe ít hơn, ít tốc độ hơn. Ok luôn. Rau quả thì chưa có phát triển. Chỉ là mình phải chế lại thêm một cái lọ thuốc trồng cây. Cái này có thuốc gì nữa nè? Thuốc ngủ, thuốc trồng cây đây. Đi cái thuốc trồng cây đó thì có phải bên dưới ké luôn cái hồi máu này cũng được đó. Rồi đi từ cái hồi máu này đi. Rồi đi qua bên phải dưới hướng này. Hai cái này một cái này, ok. Nãy lấy 2 điểm này thôi. Rồi lấy này 3 điểm thì nó ngon hơn á. Này chắc ngay nè. À, nó đổi qua được cũng được. Như thế này nó lỗ không, nhưng mà đầu nào cũng đi qua anh kia rồi thôi kệ, lỗ thiệt. Chữ thằng đệ của tôi thì đang muốn cướp của ai đó, có thuốc nào cho mạnh hơn không? 100 đồng không không, thà cái cửa hàng của mình nó giảm uy tín nhưng mà không thể giúp ta cho cái án được. Hôm nay từ chối khách nhiều quá, hai khách sách luôn rồi, đi ngủ thôi. Chúng ta gần 10 ngày trong game này. Chào mừng vị khách đến đây vào ngày hôm nay. Hàng xóm của tôi có thói quen là ăn thịt nhiều hơn là ăn rau hả? Trộm rau hả? Rồi mấy cái con thú của hàng xóm thì ăn rau trong cái vườn ông này, nên ông này cũng chán dữ rồi.
Thằng này nó muốn bỏ thuốc độc vào trong mà rau của nó để mà ông mấy con thú ở hàng xóm chết luôn. Không, ác lắm ông ơi là ông. Hay là ông mua thuốc tăng trưởng rau đi, nó cũng có tác dụng ngon á. Đâu rồi, đây nè. Thuốc này là thuốc bay nè. Thay vì ông đuổi hàng xóm, không thích thôi, đi. Nhìn trong bóng tối, có phải đi ăn trộm không đó em? Thôi, 100 mấy đồng ép giá vậy. Có cái gương đường đây nhưng mà không mở được. Xét thì không được, chắc là thuốc nổ thôi. Lửa. Lửa cũng không luôn. Con này chắc nó cũng ăn trộm á. Thử một cái thuốc nổ cho nó, có giá thì mình 4 cây nấm này, nấm này còn có 2 à. Chế thuốc nổ này cũng hơi mệt nha. Thuốc nổ nằm đâu vậy? Đây nè. Trái trên. Có thể đi lên và sang trái liên tục. Nổ rồi lửa luôn ha. Thử cái công thức mới thôi. Này thì nó lại có đi xuống khá là thừa. Thử chơi cái thuốc nổ với mà lửa luôn. Rồi, ok. Vừa nổ vừa lửa luôn. Bạo phá. Thần công. Hết chỗ luôn thức này. Thử rồi nha, tôi không muốn bán thuốc cho người xấu đâu. Tôi giao thử cho anh em này cái thôi. 153 cộng 19, bán thử rồi coi nó tục không. Trời ơi, trừ 12 thiệt tình. Tôi sau này không giúp người xấu nữa đâu. Mua hết luôn ủng hộ không? Này mình mới có 2 cái à, giá cũng khá là rẻ. Bây giờ tiền nhiều rồi, 800 thì trả giá chứ còn khoảng 500 thôi. 4561 rồi, bài cụ
người quen với nhau mà không chiết khấu gì vậy, cũng hai điểm rồi. Thể loại nào thì dễ bị trộm nhất? Đó là một cái người đang ngủ, vậy nên tôi muốn có thuốc ngủ. Trăm mấy đồng hả? Ôi là mát quá không ta? Nãy giờ tôi thấy em nào vô đây cũng là mát hết trơn á. Thôi không bán đâu, không bao lâu. Dàn trả kim à, tôi cần một cái đốt họ phút hồi phục. Hôm qua thì tôi bảo vệ một cái người nông dân khỏi băng cướp nào đó, rồi nó thì lén lút ra phía sau đánh vào đầu tôi. May mắn thay á, thì người nông dân đã trốn được, không ai bị thương cả. Đầu của tôi thì không ngừng hết đau cho đó. Cái loại này cả hai thứ thì nó không bao nhiêu cả. Rồi đâm người tốt. Nhà giấy kim à, những cái người cư dân gần đây trong ngôi làng thỏa thuận với tôi thì một cái gì, có một cái tổ đã ở gần đó thôi, quả bom hoặc ít nhất thứ gì đó công phá cái mà siêu bom tôi mới chế tạo nè. Bom mà vừa nổ luôn, đâu rồi, đây nè, đây nè, đây hàng siêu to khổng lồ nhanh luôn, nữa không thì 86 à, 200. Ây da, anh The Witcher bây giờ anh chịu chi quá vậy. Nữa thì có thể lên 300 luôn á. Mà thôi, thực phẩm bị ôi thiêu rất là nhanh trong nhà của tôi, có cái nào giữ nó lâu hơn không? Thuốc băng đấy, mấy khách bình thường người ta tăng điểm hảo cảm nè. Trời ơi, làm sao mà sửa được cái máy này bây giờ. Ngủ 10 ngày đó nha, chắc tầm 2 tuần thì nghỉ. Để chơi bao lâu vậy? 2 tiếng rồi. Trời ơi, thôi xong cái này, xong hôm nay nữa chắc tôi nghỉ, chỉ tiêu ngày chơi game 2 giờ thôi. Anh này đi câu cá nữa hả? Chào nhà giả kim, việc kinh doanh như thế nào? Tôi nghe gần đây có loài cá hiếm xuất hiện ở gần, nhưng nó chỉ xuất hiện vào buổi tối với đôi mắt phát sáng thôi. Tôi đã làm ít mồi cho nó rồi, có cái mồi nào để bắt cá không ạ? À, giúp tôi nhìn được trong đêm. Nhìn trong đêm hay là có cái loại nhìn trong đêm cho anh. Nó nằm ở đâu trên này, đây nè. Nhưng mà làm sao lên đó mới là vấn đề. Một á, là đi đường lên này, đâm ngang qua. Rồi, đi cái đường này lên cái đi. Trời ơi, hồi nãy pha kỹ lại tí nữa được rồi.
Như thế này không được 3 sao, không đường nào được hết. Ý, ý. Phải đi lên tí nữa, đi lên tí nữa. Rồi hết công thức luôn rồi trời. Không phải hả? Thuốc phát sáng à, trời ơi. Chứ không phải nhìn xuyên đêm. Được rồi anh. Tôi tưởng anh đòi cái thuốc nhìn xuyên đêm làm tôi chế muốn hộc máu mồm cho anh gì đó, anh đối xử với tôi như vậy. Rồi vẫn là thuốc phát sáng thôi, cần cái loại thuốc nào đó thay thế cho mà đèn pin đèn dầu vậy á. Thì cũng đó, cái cửa của tôi là không thể mở được, tôi cần một cái gì đó để mở. Tôi nghi là thằng này nó trộm cắp gì á, thử cho nó là không 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 đó đó đâu, nói ăn trộm á, trời ơi. Rồi nhìn trong bóng tối nè, mới chế cho chị luôn á, đó. Nè, tôi có một số cái cây cỏ trong đêm tối luôn, nhưng mà trời thì tối quá nên rất là khó để nhìn thấy nó, nên tôi cần một túi đổi thuốc nào có thể nhìn trong bóng tối. Nó có thể sử dụng, tôi cũng có thể sử dụng cái ngọn đuốc đó, nhưng mà tôi không muốn thì cái khu rừng này bị cháy đó, nên chế được cái thuốc nhìn xuyên đêm cho em đó nè. Ngon. Ủa con cây mọc gì đó hả? Này cũng được, cái này đi qua trái dùng nhiều nè. Cái này mình chưa có của khách luôn. Này 24 cái rồi. Ngồi trả giá thôi. Một cái còn mấy mấy đồng à. Anh pháp sư nè, tôi muốn sạc cái trường của tôi, nó sẽ phát triển nhanh hơn á. À, có thể làm cho hư vật phát triển nhanh hơn chỉ bằng một cú chạm. Rồi có thú cho anh, thêm hiệu ứng thì càng tốt. Cây cỏ mà thêm hiệu ứng nữa, vậy là hồi máu đúng không? Đây tôi sẽ chế một cái loại thuốc vừa hồi máu vừa có cây cỏ cho anh luôn. Bây giờ mình thiếu mấy cái sách kia quá. Điên. Lấy cái cục này cái đã. Cái này mình đang thừa cái nào nãy 20 mấy cái đâu rồi ta, đây nè. Không 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 thôi, cứ đi xiên xiên như thế này xuống đây rồi quẹo phải. Không được 3 sao hết ta.
Ấy trời ơi, bóng lộn thiệt tình, bấm nhầm anh ơi. Hả? Ơ rồi đi phải đi lên thôi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi. Rồi không được 3 sao luôn. Thôi kệ lỡ rồi. Công thức này coi như bỏ. Hy sinh vì anh. Cần nó để nghiên cứu à? Thì không đắt. Đúng 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 đúng. Em này nhìn mặt có vẻ là tin tưởng. Rồi giúp nó đi lên trời, bay cao lên. Nhưng mà tốt nhất thì cái loại thuốc là loại yếu đi, đừng có hỏi lý do tại sao. Gimbet, Gimbet là cái gì? Không có cái đó chị ơi. Nhưng mà tại sao chị lại cần cái loại thuốc là yếu? Chị âm mưu gì đó? Ở đây không có loại xịn không mà. Đi lại lần nữa là 12 cây bông á. Cũng được hả? Mình đi qua trái xong rồi mình đâm lên. Lấy ép. Đâm lên đây luôn. Trên này còn loại gì nữa nè. Đi qua trái thôi. Đi qua trái mình đâm lên. Trời ơi đi nó xa kìa. Mình không có giấy ghi công thức nữa chứ tôi cũng muốn lấy cái này nè.
Thằng này nó đòi thuốc yếu nữa chứ. Không biết nó đòi làm cái gì. Ý, trên này ba quyển sách luôn. Lụm ép thôi, chủ yếu là đi cái này để lấy ép là chính. Khả năng là cái con phù thủy đó nó muốn hại ai á, nó mới yêu cầu cái thuốc đi hiền dọc để mà có thể bay á, để leo lên vách núi mà yếu yếu, có gì nó thuốc người ta chết luôn á. Nên cũng nguy hiểm phết. Còn ngược lại á, thì nó có thể là rèn luyện kỹ năng leo núi đâu chẳng hạn. Nó cần độ yếu thôi nên mình lấy cái này được rồi. Không biết nó làm đòi làm gì nữa, nhưng mà khách hàng mà. Có cái game bed nữa thì tốt, nhưng mà mình không có cái này. Tám trăm đồng cũng được, tốt làm việc tốt chứ không phải là xấu. Dạ nhớ Kim à, tôi không muốn ra ngoài cầm cái lồng đèn ra ngoài khi trời mưa. Thì phút ánh sáng thôi. Rồi, hết ngày hôm nay. Vẫn chưa mở khóa được cái kia, tôi nghĩ là mười mấy ngày nữa mới mở được. Chưa có sửa được cái máy dưới nè, gắn sửa đi. Lại một ngày nữa trôi qua, 10 ngày trong game rồi đó, 11 ngày đó. Nào mới sửa được trời. Giá rẻ nên mua ủng hộ ổng luôn. Chết rồi, bấm hộp không. Cứng như đá. Hồi phục khả năng sức khỏe, thuốc mana, hết thuốc mana anh ơi. Thuốc mana là cái nào ta? Cái này băng, cái này ngủ. À, đây 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 đây. Trăm mấy đồng nào mình có khi mình lỗ luôn á. Bảo vệ khỏi mà trận chiến hả? Vậy là thuốc cứng như đá thôi. Anh nó muốn cái một cái mà bảo vệ ảnh khỏi cái trận chiến liên quan. Đây. Hết công thức luôn đó nha. Nắm luôn luôn có bọ, rất là khó bắt cái đó khi mà có quá nhiều bọ đi. Bảo vệ côn trùng khỏi cái đó. Thuốc đuổi côn trùng á. Không 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 không, đây là thuốc độc. Không luôn hả? À, bảo vệ da. Đây nè, bảo vệ da khỏi côn trùng nè. Tốt nhất là làm từ nấm.
Hả, hết luôn rồi đó hả? Mấy anh thanh niên bán thuốc á, thì khá là quan trọng á. Bán lỗ cho mấy anh luôn á. Ổng bị muỗi cắn mà ổng cần cái thuốc mà hóa đá nguyên cái làn gì đó. Đây. Không có chỗ lưu công thức cái trời. Có khi mình thay cái công thức hóa đá này bỏ luôn đi. Đổi công thức mới. Đây mình cũng sắp hết này rồi, quất luôn. Nói chung giá không cao thì mình cứ mua hết. Chủ đề thời tiết khá là dễ nè. Khôi phục năng lượng thì chắc thuốc mana thôi. Rồi đi săn thì thuốc tốc độ. Phục lòng luôn rồi, bây giờ khách nhìn mặt là biết rồi. Mông tôi đau quá, tôi leo lên cái hàng rào ở nhà hàng xóm. Rồi sau đó thì nó té ngã luôn. Con chó này cắn tôi nữa, có cái nào hồi máu không? Trở lại tác dụng yếu ta. Tại sao nó lại đòi mà thuốc tác dụng yếu? Thuốc hồi phục bình thường thì nó chỉ lấy 38 đồng thôi. Thì là nó vừa muốn hồi máu lại vừa muốn khéo léo. Hay là mình cho nó cái máu này rồi khéo léo luôn ta. Thử đây, tự chế một lọ máu khéo léo luôn. Nói chung là làm cái lọ đơn giản thôi. Này con cái à, để dành. Đi hình như thế này à, nó đụng được thêm mớ ép nữa nè. Này cũng được luôn.
Mày chắc chế một lần thôi, không cần nhiều đâu. Không lấy được cái này à? Rồi, yếu, nó cần yếu à? Cũng gì với ông cốc ơi hả? Lỡ rồi. Cửa trước của tôi bị kẹt thì có cách nào để giải quyết không? Đập cửa không được, đốt cửa. Vậy là khéo léo nữa hả? Hả? Hết công thức luôn rồi. Mình thiếu thuốc hướng đông á, thôi từ chối thôi, trừ ba luôn rồi. Má gà em nói người tốt, má gà em nói người tốt. Tôi tưởng là gian thương gì mới phá cửa không à. Này là gì đây? Mai chắc nó mọc lên đó. Đó, đây nè, đây nè. Đó, thanh niên này bán cái đồ sửa máy nè, 1.700. Ba ngàn bốn là tháng gia bại sản luôn không? Kỹ vô. 1.800. Còn lại 1.700. Rồi, mình đã xong chương 3 và tới chương 4. Đây đây đây, sửa được cái máy da kim rồi nè. Tạo một cái Nigado. Nigado là cái méo gì? Tạo đỏ thuốc chứ 4 hiệu ứng. Thu nhập một cái kinh nghiệm siêu lớn ở trên bản đồ này. Năm phần trăm mà thiệt tình trả tấm nhiều cả. À, đi ra đô nè. Ô, mình là bỏ thuốc ngủ vô đây, thuốc độc vô đây, thuốc sức khỏe vô đây, thuốc đá vô đây, rồi sau đó là bỏ cái thuốc ốc sên. Mình chưa có thuốc ốc sên này nè, tôi cũng không biết nó đâu nữa. Bây giờ đi kiếm cái công thức này đi, rồi mình chế nó. Cần đầy bình không ta? Hay là chỉ cần bỏ vô là được? Tôi nghĩ là không cần đầy bình đâu. À đúng rồi nè, thuốc sức khỏe bên trái, thuốc ngủ bên phải, rồi thuốc hóa đá là cái bình này, còn cái thuốc ốc sên. Thuốc hóa đá thì chế cái thôi, thuốc ốc sên thì chưa có. Hóa đá trong cái bình này, rồi còn lại cuối cùng là thuốc ốc sên, chừng nào có thì chúng ta làm. Đường lên núi. Vụ lở đất đã xảy ra ở vùng núi của tôi. Trời ơi, bão lũ à. Rồi, lấy thuốc bay nè. Không cần đi bộ đâu, cứ bay thẳng lên thôi. $500. Mình bỏ một điểm danh vọng không? Bây giờ thiếu tiền lắm. Ủng hộ anh em luôn. Tăng cái độ bền, nó tăng sức chịu đựng hả? Vậy là sức khỏe hay là giáp ta?
ăn sức chịu đựng thì thấy sức khỏe thôi. Đi săn thì lấy thuốc tốc độ đi săn. Năm mươi năm thì mới bắt đầu thu hoạch được những cây nấm từ trong gỗ, vậy mà cụ ngày nào cũng bán hết. Rồi bye cụ. Hello. Giữ bia lạnh. Giữ bia lạnh thì đã. Cần chất độc. Cần chất độc để làm cái gì không? Không không. Thuốc băng. Đồ ăn trong nhà hư hỏng nhanh quá nên có cách nào để lưu trữ đồ ăn nhiều hơn không? Thuốc băng. Tôi muốn có một buổi tối ngủ ngon hơn. Thuốc ngủ. Tiệm này cái gì cũng có cho anh, các vị cứ yên tâm. Giờ ngủ ngon chưa? Rồi, game này thì hôm nay tôi gần ở đây đã. Cũng khá thú vị, mới chỉ mở một cái phần bản đồ thôi nha. Nó còn rộng lắm nè. Tính ra là mới có một phần mấy con game thôi. 12 ngày nhận 9 tiền. Cái này là cái gì tôi không biết nữa. Tạo ra ba cái đá gì đó. Chế 86 loại thuốc, khách hàng 69 cho khách hàng, lợi nhuận là 6.000. Coi ba cái chương ở đâu, à đây. Bây giờ tôi mới tới chương 4 thôi. Xong hai cái bên chương 5, bây giờ chế được cái chương 4 này là cần khá nhiều thứ. Thuốc quyến rũ nè, thuốc làm chậm nè, thuốc nóng giận nè. Rồi thu một cái quyển sách, bây giờ đợt kế tôi chơi thì tôi sẽ tiếp tục cái này. Hôm nay ngừng ở đây thôi. Mình sẽ tạo ra cái Nichado này, chế một cái loại thuốc có vốn hiệu ứng, tìm ba cái loại thuốc này ở đâu đó trên bản đồ nữa. Sau đó lụm được một cái kinh nghiệm hạng to. Kinh nghiệm hạng to thì chưa thấy nó xuất hiện trên này. Này vẫn là nhỏ nhỏ thôi. Cái thuốc đó thì có khả năng nó nằm ở khu này, hoặc là khu dưới này, hoặc là khu bên này. Thì sẽ đi sâu xuống thôi. Khi nào mình có tiền mình mua nhiều mấy cái này thì mình mới đi thoải mái luôn. Như đi xuống của tôi có cái nấm này là nhiều nè. Đi xiên thì có mấy cái này. Rồi, có thời gian chơi tiếp game này, game rất là thú vị. Xếp game. Nhiều xếp. Rồi ok, bye bye anh em.